Một vụ đuối nước làm ba em nhỏ thiệt mạng mới xảy ra tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Cách đây 2 ngày thì ba em là học sinh lớp 5 rủ nhau đi chơi. Đến tối cùng ngày, người dân mới phát hiện là cả ba em bị đuối nước tại một hố nước nhỏ dưới chân đập Ia Bang. Mặc dù là tại khu vực này có nhiều công nhân làm việc, thế nhưng không ai phát hiện được là vụ việc này. Vâng, trong thời gian gần đây thì nhiều vụ việc trẻ nhỏ đuối nước thương tâm, có những vụ tai nạn xảy ra ngay gần nhà, ao hồ, địa bàn mà các em sinh sống. Sắp tới hè thì trẻ em thường rủ nhau tắm sông này, suối từ gần biển, ham vui. Thế nhưng chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, khi đã đuối nước, các em khó có thể tự xoay sở. Qua những vụ việc như vậy thì càng phải thấy vai trò và trách nhiệm của chính người lớn, cha mẹ trong việc quản lý con em của mình. Những ngày qua, người dân ở vùng cao Ba Tơ, Quảng Ngãi xót xa khi hai nữ sinh đuối nước. Sáng ngày 18 tháng 3, trường tiểu học thị trấn Ba Tơ cho học sinh nghỉ học. Khoảng 13 học sinh của một lớp 5 của trường rủ nhau đến khu vực bờ tràn hồ Tôn Dung tắm. Trong lúc tắm, không may hai nữ sinh đã bị chết đuối. Chỗ đây là rất nguy hiểm bởi vì cả nước thì nó đục, thì nó không cạn đó. Mấy đứa nhỏ chơi nó không biết chừng nào sau là nó cạn, nó xuống đó rất là nguy hiểm. Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra nhiều trên địa bàn Quảng Ngãi. Điểm chung của những trường hợp đau lòng này là các em đều hoàn cảnh khó khăn. Ba mẹ, người thì đi làm ăn xa, người thì lên dãy, ra đồng kiếm sống. Thời tiết nắng nóng, tình trạng đuối nước trẻ em thời gian gần đây đang gióng lên một hồi chuông báo động. Đòi hỏi các cơ quan chức năng, cơ sở giáo dục và ngay trong mỗi gia đình, cá nhân cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em. Cho các em thực hành về vấn đề đuối nước, rồi cách cúi đuối như thế nào, rồi mở các lớp tập huấn về có cái kỹ năng rút dây đồ để khi mà gặp rủi ro đuối nước thì các em có thể là tự các em có thể xử lý. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức, tạo môi trường an toàn cho trẻ bằng cách luôn bên cạnh, theo dõi, không để trẻ vui chơi, tắm sông, suối, hồ. Ngoài ra cần chủ động dạy trẻ em kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước.